Hậu Giang đề ra giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển du lịch. Thu hút đầu tư của Hậu Giang cần những điều kiện gì? Nội dung được đề cập trong loạt phóng sự Đâu là tiềm năng thu hút đầu tư của Hậu Giang? Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 8 năm 2016. Thưa quý vị, mùa khô năm 2016, Hậu Giang bị ảnh hưởng nặng nề do hạn hán xâm nhập mặn khi sản lượng lúa vụ đông xuân và hè thu giảm 62.000 tấn. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho lĩnh vực nông nghiệp trong tăng trưởng âm 4,65% trong 6 tháng đầu năm. Sáng nay, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Quỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, có buổi làm việc với ngành chuyên môn bàn các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp và sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang. Để cải thiện tốc độ tăng trưởng khu vực 1, ngành nông nghiệp Hậu Giang đề ra các giải pháp cụ thể. Đối với trồng trọt, sẽ tập trung tăng diện tích lúa hè thu từ 42.000 ha lên 52.000 ha và đến nay đã xuống giống gần đạt kế hoạch trên. Đồng thời, sẽ tăng cường tập huấn, hướng dẫn nông dân thực hiện chương trình IBM 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp tham gia cánh đồng lớn theo hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm. Ở lĩnh vực chăn nuôi, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án 1.000, trong đó sẽ có những chính sách hỗ trợ nông dân nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ và đề án phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản chất lượng cao. Đối với lĩnh vực thủy sản, tập trung tăng diện tích phát triển thủy sản từ 260 ha lên 500 ha và phát triển mô hình nuôi cá ruộng ở lúa vụ 3, đẩy mạnh thăm dò thị trường, đối thoại doanh nghiệp để tìm đầu ra ổn định hơn cho ngành thủy sản. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng thời gian qua công tác điều hành, định hướng ngành nông nghiệp còn chậm, chưa đạt hiệu quả cao. Các đề án liên kết trong nông nghiệp chưa phát huy được hiệu quả nên dẫn đến chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh chưa cao. Vì vậy, để tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp đạt hiệu quả, ông nhấn mạnh là cái phát triển du lịch nó tốt là đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp có chiều sâu theo hướng phát triển toàn diện cả nông lâm thủy hải sản, mà các nội dung của các đề án các đồng chí đã triển khai cần lấy tiêu chí hiện đại bền vững có chiều sâu làm nền tảng, phấn đấu thành một tổ hợp nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ công nghệ cao của tỉnh. Rồi cái việc ứng dụng khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật vào trong quy trình cần chỉ đạo triển khai ngay cái đề án trạm bơm, đề án phát triển giống cây trồng vật nuôi chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. Mô hình mới cần thực hiện thí điểm rồi mới nhân rộng, đảm bảo tính bền vững, hiệu quả có chiều sâu. Đối với thực hiện nghị quyết phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang, qua 2 năm thực hiện, bước đầu đã đạt nhiều kết quả nổi bật như kêu gọi Ngân hàng Phát triển Châu Á đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch với tổng vốn là 609 tỷ đồng. Về nhân lực, tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho người dân thực hiện phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng được 5 dự án trọng điểm gắn với việc bảo tồn và phát huy các sản phẩm du lịch như chợ nổi Ngã Bảy, khai thác cây di sản Việt Nam, cây lộc vừng và khu du lịch sinh thái Việt Úc, Hậu Giang. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch hiện nay vẫn chưa xứng với tiềm năng lợi thế. Sản phẩm du lịch và các điều kiện thiết yếu phục vụ cho du lịch như ăn uống, nghỉ dưỡng chưa có nên khó thu hút và giữ chân khách du lịch. Ở từng địa điểm, các đồng chí phải có kế hoạch hình thành các cái sản phẩm du lịch. Nó gắn với kế hoạch các cái biểu trưng, các cái nét, logo đặc thù của sản phẩm du lịch gắn với cái này. Ta chưa có kinh nghiệm, cần thiết nhất thiết là ta cũng phải mời các cái chuyên gia tư vấn về xây dựng các cái đề án tổng thể trong cái phát triển du lịch và các cái đồ án cụ thể của từng địa bàn, địa điểm. Còn như thế nào đó, cụ thể là sao? Thì việc đó Ban Cán sự Đảng và Thường trực Ủy ban các đồng chí tính toán. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu ngành du lịch của tỉnh cần nhanh chóng rà soát lại quy hoạch chung từng dự án, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, cần chú trọng hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất gắn với quảng bá sản phẩm du lịch và đào tạo nguồn nhân lực làm du lịch. Tập trung truyền bá quảng bá hình ảnh về tiềm năng thế mạnh du lịch của Hậu Giang đến với các nhà đầu tư, bạn bè trong và ngoài nước.
Chiều nay, tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chủ nghi ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Buổi lễ có sự tham dự của ông Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, ông Quỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư các đảng ủy trực thuộc. Tại cuộc họp, Thường trực tỉnh ủy Hậu Giang công bố quyết định chủ nghi ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí đại tá Phan Quang Lắm, Giám đốc Công an tỉnh. Tại buổi lễ trao quyết định, ông Trần Công Chánh mong muốn với trách nhiệm được giao, đồng chí đại tá Phan Quang Lắm sẽ đảm nhiệm tốt nhiệm vụ. Nhằm củng cố các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, chiều nay, Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển tổ chức đảng và các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp Hậu Giang đã tổ chức họp sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm dưới sự chủ trì của ông Quỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm đã thành lập mới 3 chi bộ cơ sở đảng, phát triển được 52 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên hơn 1.000 đảng viên và 33 chi đảng bộ. Tuy nhiên, theo đánh giá, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp còn nhiều khó khăn do một số doanh nghiệp chưa chú trọng đến việc hình thành chi bộ đảng, mặc dù đã đủ điều kiện. Hoạt động của một số tổ chức đảng, nhất là ở nơi mới thành lập, còn lúng túng, mang tính hình thức, chưa đổi mới nội dung sinh hoạt, chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị và củng cố niềm tin trong doanh nghiệp và người lao động. Năng lực trình độ cán bộ của công tác đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để nâng cao hơn nữa hoạt động tổ chức các cơ sở đảng trong doanh nghiệp, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng phát triển tổ chức đảng và các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa việc phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đảng bộ trong doanh nghiệp, tập trung củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đặc biệt là tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, từng bước lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2015-2016 là năm thứ ba ngành giáo dục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện. Nhằm tổng kết đánh giá những kết quả đạt được cũng như chỉ rõ những hạn chế yếu kém trong năm học qua, sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016-2017. Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo 63 tỉnh thành. Về phía tỉnh Hậu Giang có sự tham dự của ông Đồng Giang Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học qua, công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường học, đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới giáo dục được đặc biệt quan tâm. Đáng chú ý, trong năm học qua là có 57 tỉnh thành thực hiện có hiệu quả mô hình trường học mới và thí điểm chương trình tiếng Anh theo đề án năm 2020 với 220.000 học sinh, tăng 95.000 học sinh so với kế hoạch. Cũng trong năm học qua, rút kinh nghiệm từ việc tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015, Bộ đã có sự điều chỉnh phù hợp, giảm áp lực thi cử cho thí sinh và được dư luận đánh giá cao. Kết quả, hơn 92% thí sinh đậu tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành giáo dục và đào tạo vẫn còn một số hạn chế như công tác quy hoạch hệ thống, phát triển đội ngũ, phân luồng học sinh, dạy học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác giáo dục, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống chưa được quan tâm đúng mức. Đặc biệt, tình trạng sinh viên thất nghiệp khi ra trường và chất lượng đào tạo tại một số trường đại học cao đẳng vẫn còn nặng về lý thuyết. Trên cơ sở này, hội nghị đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nổi bật là công tác rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trong toàn quốc, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục đã đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu các địa phương tập trung đầu tư cơ sở giáo dục, đảm bảo chất lượng và đáp ứng thị trường lao động, hướng tới xây dựng công dân toàn cầu. Bên cạnh đó, cần quan tâm đẩy mạnh xã hội hóa, nhất là đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội. Trong đó, chú trọng liên kết với các công ty, doanh nghiệp nhằm kéo giảm tình trạng thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường. Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang vinh dự nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016. Liên quan đến lĩnh vực này, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết trong năm học mới này sẽ sửa đổi bổ sung một số điều thực hiện quy định đánh giá học sinh tiểu học của Thông tư 30. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, tổng hợp từ báo cáo của 63 Sở Giáo dục Đào tạo cuối năm học 2015-2016 cho thấy hầu hết giáo viên đều nhận thức được tính nhân văn, những quan niệm mới của Thông tư 30. Tuy nhiên, qua quá trình áp dụng cách đánh giá này còn nhiều hạn chế như mất nhiều thời gian đánh giá, gây áp lực cho nhà trường và giáo viên. Phụ huynh học sinh còn định kiến với cách đánh giá mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm học mới này sẽ sửa đổi, bổ sung theo hướng vận dụng linh hoạt, khuyến khích hồ sơ điện tử để giảm nhẹ sức lao động cho giáo viên. Quý vị và các bạn, từ khi chia tách tỉnh đến nay, Hậu Giang đã thu hút gần 4.000 doanh nghiệp với tổng số vốn đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng. Sự gia tăng của doanh nghiệp qua các năm đã cho thấy nhà đầu tư đã bắt đầu tiếp cận thị trường Hậu Giang. Nhưng bấy nhiêu đó chưa tương xứng với những lợi thế của tỉnh. Vậy đâu là tiềm năng thu hút đầu tư ở Hậu Giang? Bắt đầu từ ngày hôm nay, trong chương trình thời sự tối, chúng tôi sẽ thực hiện loạt phóng sự để trả lời cho câu hỏi này. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những đánh giá của doanh nghiệp về môi trường đầu tư ở Hậu Giang. Trước khi chọn địa điểm đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược phẩm Dược Hậu Giang đã tìm hiểu môi trường kinh doanh ở rất nhiều tỉnh thành, nhưng cuối cùng đã chọn Hậu Giang làm điểm dừng chân. Mở rộng sản xuất kinh doanh ở tỉnh đã được 2 năm, doanh nghiệp đã thụ hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư khá thuận lợi, khi được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, hay được miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước từ 11 đến 15 năm. Ngoài những chính sách rất mềm này, thì điểm hấp dẫn đối với doanh nghiệp khi đến đầu tư ở Hậu Giang là tỉnh đã tạo được mối quan hệ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Công ty thì nói chung là nhận cũng được rất là nhiều các đoàn đến thăm của nhà máy, rồi đến thăm mà cũng hỏi về cái tình hình hoạt động như thế nào. Thì thật sự đây là một cái mà theo bản thân mình thôi, thấy là rất là một cái niềm vui. Vì sao mình có thể ngồi trực tiếp để trao đổi những cái vướng mắc, những cái khó khăn, để từ đó mà các doanh nghiệp thì nhận thấy rằng là mình được chia sẻ. Ngoài chính sách đầu tư hậu đãi, Hậu Giang còn có lợi thế về vị trí địa lý. Theo đó, 2 khu và 4 cụm công nghiệp đều nằm trên trục giao thông, đặc biệt chỉ cách thành phố Cần Thơ 10 đến 20 cây số. Vì thế, nơi đây được thừa hưởng kết cấu hạ tầng kinh tế như sân bay, cảng biển, trường đại học mà Trung ương đã đầu tư cho thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, vài năm trở lại đây, kết cấu hạ tầng giao thông ở tỉnh đã có bước phát triển rất mạnh mẽ. Hiện toàn tỉnh có 356 cây số đường tỉnh và 5 tuyến quốc lộ dài 120 cây số rải đều ra 4 hướng giáp với 5 tỉnh Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu và đều qua được chiếc quốc lộ 1A, hỗ trợ đắc lực cho công nghiệp tăng tốc. Từ đây lên tới thành phố Hồ Chí Minh á, thật sự là nó cũng góp phần nào nó giải phóng và nó hạn chế được rút ngắn được cái thời gian di chuyển hàng hóa từ đây lên các cảng ở trên Sài Gòn, thì đúng là nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp rất là nhiều. Bên cạnh đó thì chính quyền cũng đã giải quyết rất là nhiệt tình ở trong cái việc mà bất kỳ cái vướng mắc nào của công ty thì cũng là hỗ trợ hết sức để mà giải quyết ở đây, chứ không có để cái vấn đề nó tồn động nhiều. Hậu Giang là nơi đáng để cho các nhà đầu tư đến để tìm hiểu và đầu tư. Về cụ thể, cái thủ tục đầu tư được thực hiện rất nhanh, giá đất lại phù hợp và tạo điều kiện của vùng, lãnh đạo tỉnh thì cũng rất quan tâm đến nhà đầu tư, nhà doanh nghiệp. Đặc biệt thường xuyên lắng nghe cái ý kiến đóng góp cũng như là những ý kiến đề xuất của doanh nghiệp đến các vị lãnh đạo tỉnh. Ngoài những chính sách ưu đãi đặc thù thì tấm lòng cởi mở của lãnh đạo tỉnh cũng là một lực hấp dẫn đối với doanh nghiệp. Tỉnh thu hút đầu tư bằng sự nhất quán về quan điểm, thái độ dành cho doanh nhân, cùng song hành để doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Với lợi thế về địa lý, vị trí tiềm năng và thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, nguồn lao động dồi dào, cộng với phương châm mến khách,
trọng đối tác, thấu hiểu đối tác, mong muốn hợp tác phát triển có hiệu quả với các bạn. Hậu Giang luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư dự án hợp tác kinh doanh. Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thực hiện quan điểm nhất quán, ở nơi nào trên địa bàn tỉnh có khó khăn của doanh nghiệp thì ở đó sẽ có mặt của chính quyền địa phương để cùng tháo gỡ. Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tại thành phố Cần Thơ đánh giá môi trường kinh doanh ở Hậu Giang đang là địa điểm có sức hút lớn đối với doanh nghiệp. Trong đó, môi trường sống trong lành đang là lực hấp dẫn, điều kiện cực tốt để phát triển ngành công nghiệp xanh, công nghiệp thông tin và các dịch vụ hậu cần. Điều quan trọng là Hậu Giang cần tỉnh táo để chọn đúng tiềm năng ưu tiên phát triển. Thưa quý vị và các bạn, chính sách ưu đãi mềm cùng vị trí địa lý thuận lợi cũng có thể xem là một trong những tiềm năng thu hút đầu tư của Hậu Giang trong những năm vừa qua. Nhưng quá trình điều hành phát triển kinh tế xã hội của lãnh đạo tỉnh đã xuất hiện những yếu tố mới, thậm chí theo các chuyên gia kinh tế còn cho rằng nó có thể phát triển thành một chiến lược để thu hút đầu tư cho những năm tiếp theo. Nội dung này chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập trong chương trình thời sự ngày mai. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Hậu Giang có trên 41.000 người tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp. Đó là nội dung được đưa ra tại Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam vào hôm qua do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam tổ chức. Theo Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có trên 10 triệu 500 ngàn lao động được các đơn vị sử dụng lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời chi gần 2.200 tỷ đồng để giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Tuy nhiên, theo đánh giá, con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với tổng số người lao động hiện nay trên cả nước do doanh nghiệp nợ trốn đóng tiền bảo hiểm. Vì vậy, đại diện Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam yêu cầu tổ chức công đoàn địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động doanh nghiệp tham gia đầy đủ bảo hiểm cho người lao động, trong đó có bảo hiểm thất nghiệp. Tại Hậu Giang, theo thống kê, hiện có trên 41.000 lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trong 7 tháng năm 2016, đã giải quyết cho gần 2.500 hồ sơ với số tiền trên 13 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ gần 45 triệu đồng cho các đối tượng học nghề. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mưa bão trong những ngày qua đã làm cho việc thu hoạch lúa hè thu ở huyện trẻ nhất tỉnh là Long Mỹ gặp nhiều khó khăn. Mưa cộng với dông gió đã làm trên 650 hectare lúa ở xã Vĩnh Thuận Đông, Xà Phiên, Thuận Hòa, Thuận Hưng và Vĩnh Viễn bị đổ ngã, thiệt hại từ 30% đến hơn 70%. Điều này cũng làm cho giá nhân công thu hoạch lúa cũng tăng lên khoảng 50.000 đồng một công lúa sập, tức là từ 450.000 cho đến 550.000 đồng. Trong khi đó, năng suất lúa đạt không tới 6 tấn một hecta và giá lúa chỉ ở mức 4.400 đồng cho đến 4.700 đồng một ký, nên người dân không có lời. Đặc biệt là đối với những nơi xuống giống hè thu muộn như xã Lương Nghĩa, xã Vĩnh Viễn A có 67 hecta bị thiệt hại hoàn toàn do ngộ độc vàng. Thưa quý vị, để ứng phó lâu dài trước những diễn biến bất thường của biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn, đầu tháng 6 vừa qua, tỉnh đã phê duyệt đề án xây dựng công trình đập thời vụ ngăn mặn trên kênh Hậu Giang 3, đoạn giáp sông Cái Lớn, huyện Long Mỹ. Công trình do Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay thì công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Với kết cấu đập ngăn mặn gồm hai phần, bao gồm phần tường chắn và phần cửa đập. Đập có chiều rộng thông nước 16m và chiều dài thông thuyền là 3m. Tổng mức đầu tư của công trình khoảng 7 tỷ 600 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Công trình hoàn thành đã góp phần ngăn mặn, trữ ngọt, phục vụ cho hơn 7.000 hectare đất trồng lúa trên địa bàn huyện Long Mỹ và thị xã Ngã Bảy, đồng thời tận dụng mặt nước ao, hồ, kênh mương và ruộng lúa để phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.